Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Và clip hôm nay thì mình sẽ đi squat cùng team của mình. Thì cũng đã lâu rồi thì mình chưa có dịp đi chung team của mình á. Thì clip hôm nay thì mình sẽ cố gắng đi cùng team và lấy top 1 cho các bạn xem nha. Hôm nay thì xuống resort có nghe như là vắng vẻ, không thấy ai hết cả. Mình lần lỡ lúc này thấy ai hết, team mình cũng vậy, chả thấy ai để bắn cả. Chắc mình sẽ lút nhẹ một cái rồi mình đi thôi, đi qua gì qua bot cam kiếm người bắn. Thì trong cái clip hôm nay thì mình sẽ nói về việc cách di chuyển như thế nào để hợp lý, và cách kéo tâm ghim tâm như thế nào để gọi là tỉa súng vào quân địch dễ nhất để mình bắn nó nốc nhất đấy. I Giữ cái đầu ba này, bên lên cho đồng đội thấy này. Tay cầm. Mình hay dùng tay cầm tam giác hoặc là tay cầm dọc nha. bắn Bắn đâu vậy? bắn đạn ở trên được một con. Boss hả? Hình như màng ông số 4 là ông bị lag binh cao hay sao á. Mình chưa có chơi mấy trận rồi mà ông toàn van là binh cao không à. Trong team team của mình thì hôm nay có một cô con gái nha, cô số 3 ấy, Có đồ gì cô số 3 tên Nhi ấy. Lúc nãy mình có qua đường hình như thấy một thằng luẩn quẩn dưới trong nhà ấy. Một con bot này, thấy một thằng luẩn quẩn dưới trong nhà ấy. Mình cũng chưa dám đẩy lên, sợ là team nó mấy thằng. Thôi để mình đẩy lên xem sao, vào bắt luôn. Nhưng vẫn còn ở trong nhà. À đúng rồi, tiếng chân trong nhà. Xong luôn. Đầu hai à? Cho mình xin cái combo nha. Thì đếm của mình thì mình hay đi, nếu mà chơi mắt săn hốc thì mình sẽ nhảy resort rồi qua bot cam, hoặc là bot cam qua resort, cứ ngược lại. Lâu lâu thì cũng đẩy qua rô hốc trước rồi mới qua bot cam sau, tại vì nó giết người nhanh quá anh em ạ. Lượn lờ không nhanh là nó bắn hết rồi, biết ba nhà kho có người không nữa. Mà ông số 4 lác ống chạy cứ giật 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 kìa, buồn cười vãi nổi. À có thằng kìa. Xài cốc 4 thì giật tung trời luôn anh em ạ. Cái này thì mình bắn là vừa ghim tâm bằng tay vừa ghim tâm bằng ghi rồi nha anh em. Các bạn cũng đời thật. Về cái cách di chuyển lúc mà gặp địch á, hoặc là lúc lúc mình solo với địch luôn á, thì mình khuyên các bạn là nên còn thằng này. Boss hình như là boss. Ui, bắn căng thế. Khi mình mà solo với địch hoặc đứng đứng tầm ngay trước mặt địch ấy, mình khuyên các bạn tốt nhất là cứ chạy vòng quanh quân địch á. Vừa là mình có thể nhìn, vừa là mình vừa di chuyển tâm cho nó dễ. Hoặc là khi mà vào công vào trong nhà, tốt nhất là anh em cứ nhảy lên. Ui, bắn căng thế ông ơi. Để bớt cái hướng đàn ấy. Nếu mà địch có bắn thì bắn trúng chân mình để bớt máu đi, không có mất nhiều máu. Bột cảm vẫn còn người, không biết là ở đâu đây. À mình nghe tiếng chân trước mặt này, đứng ke kìa. Ui, M762. Ui, hên cho mình thế, gần hết máu luôn. Khi mà bắn á, anh em cố gắng là di chuyển tâm vào quân địch nha. Nếu mà nó bay tâm ấy thì anh em cứ tắt Nó ngoài ngắm đi rồi kho. bật lại. Có nhiều lúc nó ghim tâm không có được, bởi vì nó giật mạnh quá mình ghim không có được.
tốt nhất gặp địch là anh em cứ trải vòng quanh rồi cứ đi tâm đến nó. Đừng để con còn thằng đấy. Rồi ông số 4 bắt mà luôn rồi. lát qua tôi giọng nó ba viên không chơi tao đi à, mảng cái gì mà suốt ngày ông có văn mảng lác thế ông ơi. Tìm có cô số 3 thì mình cũng chơi cũng kết bạn rồi nghe giọng cũng dễ thương, nhưng mà mỗi tội là ít nói. này có cái lá gan Phải lấy gần bắn luôn đi ông ơi, vào bo và bắn nghe cũng dễ thương mà. Mỗi tội là vào buổi tối là hình như hơi không bật được mic anh em ạ, cho nên không có nghe được giọng. Mình nghe cũng muốn mến nè. Có nhắn tin mấy lần rồi, rồi là cũng hỏi thăm vào game chưa em, thế này kia, vào chơi làm vài trận. Nhưng mà mình không hiểu sao là có nhiều lúc á, em ấy cứ đi theo mình ấy, mình nằm cũng nằm, mình ngồi cũng ngồi, chả hiểu tại Thế sao là nó nữa. không bót bắt giải. Bắn đâu ấy, bot hả? Bot cam mình như cũng clear rồi. À, vừa ra khỏi bot cam thì mình có thấy tên nào bắn thính Ahead. anh em ạ. Okay. Bây giờ mình sẽ đi cùng với team mình Bắn đi được cướp đi nhé. Hiện tại thì mình được cũng mới được có 6 kill thôi. Ở trên bản đồ trừ team mình ra thì còn có 28 người nữa. Nghe cũng hơi khoái ấy. Thấy hình như là bên khu nhà bên sông. Khu nhà bên sông thì hơi khó À, tìm cái qua rồi. sông đi cho nó ngon. Không có góc để qua. Qua là nó sẽ chết à. Để mình ca coi sao, tình hình coi sao. Nó kìa, nó đứng sau tường kìa. Sao thường. Ui. Không được rồi ông ơi. À, một viên nữa là chết phần hồn. Bên kia sông mà ông bắn thế sao đầy qua giờ. Nó khu nhà á. Biết rồi nhưng mà bắn lổ rồi Chưa. giờ sao đầy. Ui. Ui mấy thằng kia bắn tốt nhỉ. Đau ấy. Bắn tốt đấy bạn ơi. Nhưng mà cứ từ từ. Ui cầu máu mình nữa kìa. Mấy thằng này bắn hay thế. Để mình ca mình coi tình hình coi sao, đi vòng coi có bắt được không. Đừng ai đẩy Trong ấy qua có nhá. Đẩy qua tôi nó đứng bắt trên đấy được là bắn nó kia gạt nó bắn luôn đấy. kia Lui enemies xuống đi em ahead. ơi, Nhi ơi. Lui xuống đi em ơi, đừng có đi lên đấy. Hình như nó có ốp thì phải, nó bắn đấy. Ôi, Nhi kìa. Bị bắn kìa. Trời ơi, nó gạt luôn rồi. Đạt luôn. Trời ơi. Trời Đây ơi, là nghe nó giọng đấy. dễ thương chưa? Trời Tôi ơi. đứng đấy. Sao nãy giờ em không mở mắt đi cho anh và các người khác có dịp chiêm ngưỡng cái giọng nói của em kìa. Có thằng ở góc tường này. Nó cũng kè mình. Bắn. Chắc mình phải bỏ khói, mình đẩy lên chút nữa. Có góc rồng để thấy nó. Cứ trong Thế tình là thế mà máu anh của em thấy team. bất lợi thì cứ ném khói ra mà đi anh em ạ. Không mất mát gì đâu. Bỏ bác ơi, không qua bác ơi. Không không, tôi không qua đâu, Tôi để bỏ tôi sau ke. nào. Hai bác cứ chạy vòng vào bo trước đi, để tôi ke tôi nói cho. Rồi tôi vào sau. Một thằng kìa. Với một thằng lúc nãy ở tường nữa là hai thằng. Ui, hai ba viên gì rồi. Tôi đây Ui, bom không tới không rồi. cứu được đâu Không sao đâu, không phải lo cho tôi đâu. Một thằng bắn QBZ. Bo thu rồi, đi đi bạn ơi. Mình bắn mình ghim bằng ghi rồ á, nhiều khi có một số lỗi anh em ạ. lại một Không phải không là sao lỗi là do máy mà là lỗi do mình.
kìa, nó chạy rồi kìa. Rồi, nóc một rồi. Lỗi là do mình, là bởi vì là mình mà cứ đặt nằm máy ra, có nghĩa là cái ghi rồ nó không được chuẩn, nghĩa là nó lắc Chạy gì qua, rồi? Ba thằng. nó lắc tứ tung, cho nên là nó không chuẩn được. Ahead. Thôi chắc mình vào bo thôi, để cho hai ông trên cầu kia, hai ông bắn tỉa xuống. Team mình có ốp hả? À, lúc này có ông bắn thính, team mình lúc này có ông bắn thính có Một thằng chạy vào xuống khu nhà rồi. ốp. Đừng có qua cầu mấy ông nhá. Qua Nhà cầu đâu cậu bên à? kia có người đấy. Rồi 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 hết. Bo này bên kia là có người đấy, không khỏi được đâu. Đừng qua cầu đấy. Rồi. Tụ má hồ đi trên này. Nó bắn kìa. Bỏ thôi. Qua bên này đi Vương ơi. Qua bên này này. Qua bên này này, lấy góc tốt tốt đi. Tới khu nhà rồi qua sông bắt tụi nó. Chứ đứng trên đồi này cũng không an toàn đâu. Ôi, ở dưới này có xác này. Chắc là đầu trần cũng khốc liệt ở góc này lắm đây. Ôi, nấp nhằn thế. Mình chơi iPad cho nên là cái màn hình nó to, mình cũng dễ nhìn hơn đấy. Lợi thế được là cái đó. Cái chiều rộng nó cao, còn chứ cái chiều dài thì nó nhỏ hơn cái điện thoại. Nói tiếng nhỏ vậy thôi nhưng nó ngắn hơn đấy. Nó chỉ cao được chiều rộng thôi. Cho một đá hay bác Mình qua đây được rồi, để mình ke mình bắt thôi nó. Nóc một. Một viên. Hai viên. Ba viên. Ôi giời ơi, ba viên rồi mà không nóc được kìa. Cái gì vậy? Thằng này trâu chứ vậy? Chắc thêm tầm khoảng 2 viên là nó nóc. Bắn M4 mà tầm 5 viên là nóc. Nó đã xả khói rồi kìa. Khổ thân cho hai bác nha. Hai bác ngồi xem tivi rồi. Cô gái chứ. Cái này Tội nghiệp cho đứa con gái. Nhiều khi chơi có thể chạy luôn quẩn quanh mình cũng thương. Enemies Nhường hết cái ahead. này cái khác. Chắc Rồi. chắc có dịp nào đó mình sẽ đi thăm Trên cục đi đá thăm hai đi dưới đây. đi Enemies thăm đồng ahead. đội của mình. Ui đâu ấy, sao thấy được bắn hay vậy bạn? Phía ngoài rìa nữa vẫn còn nhiều anh em ạ, hình như là hai team ba team gì đấy. Mấy thằng này bắn hay thế nhỉ. Má thằng đấy dắt như đâu vậy? Rồi giờ hiện tại đã rút rồi. Giờ còn 15 người nữa là trừ team mình ra là còn 13 người Ôi đồ quá chết rồi, để cái quả pin nó ngon thế. nữa. Chết ra pin nó ngon thì sao bác? Kìa. Ba viên rồi. Có ai mà để auto mà táp như mình không? Táp được là mới ngon đấy. Ai muốn chơi cùng mình thì có thể kết bạn cùng mình nha. Rồi hẹn trước mình, rồi mình sẽ chơi cùng người đấy và mình sẽ lựa lọc ra cái clip hay rồi mình đăng nha. Anh em xem thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vì kênh mình kênh mới á, cho nên đang cần sự ủng hộ của anh em rất nhiều ấy. Vừa để cho mình phát triển hơn, rộng rãi hơn. Còn cái team ở sau cái thằng đá này nữa này, nãy giờ chưa chịu chạy. Team này hình như còn là hai ba thằng gì ấy. Chắc để mình đi vòng vòng, mình qua mình bắt tụi nó nữa, vòng qua góc lúc này nữa.
Trận này thì mình cầm hai cây tăng M4. Cái skin M4 này thì mình nhớ không rõ nữa, mình chơi ở mùa 3. Mình không nhớ nữa, hình như là mình làm nhiệm vụ hay gì đấy á. Nó cho nguyên một cặp skin này là cái M4 này với một khẩu K98 cũng skin này luôn. Combo này nhìn đẹp cực luôn đấy. Để bữa nào mình làm cái combo này mình đi săn người được. Rồi knock 1. Hình như còn thằng nữa. Thằng lúc này chạy qua bên đường này. Rồi mình nghe rồi, nghe rồi. Ôi giời ơi, sao mà nhanh bằng mình được. Mình chơi tới 4 ngón lần mà mình màn hình mình to bằng cái tivi ấy, sao mà nhanh bằng mình được. Nói đùa vậy thôi chứ nhiều khi cũng đạn trí lắm anh em ạ. Thấy địch mà chả biết bắn ở đâu nữa. Hiện tại thì bo đã khép rồi, cũng nhỏ dần rồi. Giờ còn chỉ có 4 người nữa thôi. Mình phải cố gắng sao cho trận này mình phải lấy được hơn chục kill. Hơn chục kill rồi top 1 nó mới hay chứ. Ôi ông số 2 ở xa mình thế. Thì mình ở bên kia lận. Ủa sao không qua được này? Gì vậy? Mình bị mắc nhiều lần bị lỗi này rồi nha anh em nha. Ở cái map Eringo map 1 ấy. Mình nhảy gọi là cũng nhiều lần rồi, nhảy rồi mắc kẹt luôn không ra được Bên luôn. nhà bên kia kìa. Đồng đội cứu cứu được nhưng mà Bên không ra. nhà. Ở một thằng này. Sai lầm rồi bạn ơi, sao để bo rút vào mới chạy thế? Còn là thằng dưới chân mình nữa này, trong nhà này. Ở thằng ở dưới nhà. Nghe rồi ông ơi. Để cho bạn nó ra cứu. Bỏ vào là tôi gạt này. Bảo rồi không nghe. Còn thằng ở dưới chân này. Không biết là bên nào phòng nào đây. À phòng ngoài, phòng ngoài cùng. Thằng này chắc mình sẽ đẩy xuống, mình bắt luôn vào nhà bắt luôn. Bật lực ơi. Anh em xem Bật nha. lực chạy. Xem mình gọi Đâu bên này là solo với nó nữa, trực tiếp thôi. Hai viên. Nói chung là bắn mà trực tiếp vậy anh em nên cứ di chuyển để đừng đứng một chỗ bắn nha. Cứ di chuyển được cái gì tầm bọc theo là được rồi. Ôi, còn Còn hai thằng thằng nữa. nữa. Hai thằng chứ ông ơi. Để mình uống lon nước cái đã. Cho máu nó lên. Ui, máu nó rút kìa. Kinh kinh thế. Má. Mình qua sau này, hên xui này. Qua được là top 1 này. Bên này hai thằng bên. Trận này mình lấy được top 1 thì các bạn vào xem thì nhớ vỗ tay cho mình nha, Nhi nha. À, ở trong nhà, nghe rồi, nghe rồi. Nhà hai tầng lên kia. Ok, nghe rồi. Thôi cô. Làm đi nó. Ui, Đi góc này làm xấu nó tiếp. thế, góc nào cũng được rồi, phải đổi góc thôi. Chắc để chạy vòng xong móc móc phải căn nhà này quá. Ông cứ đứng đấy đi, để tôi móc sau cho. À, có thằng đã trúng số kìa. Rồi nóc đây đây ông ơi, còn thằng nữa thôi trên nhà luôn. Ôi, nó nhảy xuống rồi kìa, Để ra rồi. nghe thấy chân rồi. Màng lác kìa. Vậy là mình đã được top 1 rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký, ủng hộ, like kênh mình nha. Thấy hay thì chia sẻ giùm mình đấy. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.